ghép từ. Ghép từ. Ghép từ rất dễ kìa. Mỉa mai. Bỏ qua. Bỏ qua, tiếp tục ghép từ. Thái độ của anh ấy rất là hậm hực. Đáp án chính xác đó là hậm hực. Rốt về thứ hai, rốt đặc. Rốt đặc chính xác, tiếp tục. Ngờ ngạch là tính từ hay danh từ? Tính từ. Tính từ, đáp án chính xác. Hãy viết từ nguệch ngoạc. Tất cả NG ạ. Tôi phải nói thật là chữ viết của bạn cũng rất nguệch ngoạc. Và đáp án chính xác. Ông ăn chấm chấm chấm, bà ăn chấm chấm. Ông ăn chả, bà ăn nem. Chính xác. Rấm rứt hay từ là hai, rấm rứt? Rứt. Gì ạ? R. R, chính xác. Tiếp theo. Con cò chết rũ trên cây. Co có chấm chấm chấm. Bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua. Rung rinh nước chảy qua đèo. Bà già tập tễnh. Bỏ qua. Bỏ qua tiếp. Ghép từ. Hai ông bà thâm ấy thụt. Đã thâm thụt. Thâm thụt, chính xác. Tiếp theo. Mập mờ là tính từ hay động từ? Anh ấy mập mờ. Anh ấy mập mờ trong chuyện tình cảm. Tôi mập mờ. Động từ đi ạ. Động từ không chính xác. Ok, bỏ qua. Tiếp theo. Có bao nhiêu danh từ trong câu văn. Cái nghề văn kỹ nhất là ba từ đấy. Ba từ. Ba từ. Cái nghề văn kỹ nhất văn, cái lối thấy mai. Người ăn khoai. Khoai cũng vác mai đi đào. Bốn à? Người mai. Em vẫn đây là trích ba. Tác phẩm Những chuyện không muốn viết của nhà văn Nam Cao. Đáp án của chúng tôi đưa ra là 5 danh từ. Thưa quý vị, 90 giây kết thúc, chúng ta cùng xem số điểm mà bạn Hiền giành được. 7 từ. Hiền ơi. Dạ. Bình tĩnh đi nào. Khi qua vòng 4 sẽ vào ngồi đây. Hiền nhìn cặp mắt thơ ngây trúng 30 triệu ngất ngây chương trình. Tôi cũng rất mong muốn bạn có được 30 triệu đồng tiền giải thưởng của chương trình. Bạn sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Vâng. 30 giây đầu tiên bắt đầu. Hãy kể hai từ đồng nghĩa với từ hậm hực. Mời bạn. 30 giây. Bực bội. Khó chịu. Gì nữa? Bạn có 30 giây. Cái nhạc bạn thấy cái nhạc cuối cùng ta ta ren khó chịu nhỉ. Khiến cho mình bực bội, nhiều khi mình hậm hực. Mình khó chịu luôn nhỉ. Đúng rồi, khó chịu đấy, tôi vừa nói xong. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả của bạn Thư Hiền qua phần thứ nhất ở vòng 4. Bạn đưa ra những đáp án như thế nào? Phương án của bạn. Một là bạn hãy đọc. Có cần phải kể cái đầu tiên em đã từng nói không ạ? Cái đầu bây tiên giờ đọc, em nói là coi như mới, coi như mới không? Cái đấy ấy rồi. Nào, mình xin mời. Là bội. Bực bội. Chính xác. Từ thứ hai là khó chịu. Khó chịu. Chính xác. Ôi. Chúc mừng bạn. 30 giây tiếp theo bắt đầu. Hãy tìm 3 từ trái nghĩa với từ tử tế. Tồi tệ. Tử tế, tồi tệ. Độc ác. Nữa đi ạ. Bất lương. Nữa đi ạ. Tàn ác. Hết giờ. Xuất sắc, xin chúc mừng. Thưa quý vị, từ khóa ở phần 3 trong vòng thi thứ 4 chương trình Vua Tiếng Việt đó chính là tử tế. Tử tế. Tử tế phải sống có nhân, như cây có cội, như thân có đầu. Dẫu rằng mình vẫn âu sầu, nhưng đời vẫn phải bắt đầu thương yêu.
Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ chúng ta cùng nghe lại bài thơ ngẫu hứng sáng tác trong vòng 30 giây của Thư Hiền. Xin mời Thư Hiền, dạ, hãy đọc lại. Em xin đọc lại ạ. Tử tế phải sống có nhân, như cây có cội, như thân có đầu. Dẫu rằng mình vẫn âu sầu, nhưng đời vẫn phải bắt đầu thương yêu. Quá hay.